Đợt nắng nóng cuối mùa ở miền Bắc và miền Trung đang khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi nền nhiệt vẫn ở mức khá cao và khoảng 37 độ C. Đây tiếp tục được cho là một đợt nắng nóng khá bất thường và nguyên nhân chính được các nhà khí tượng nhận định là do tác động mạnh của El Nino. Trưa nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Đô Lương, Nghệ An 37,2 độ, Đông Hà, Quảng Trị 37,3 độ. Trong ngày cuối tuần thì công viên và các bãi biển trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dân tìm về để trốn nóng và giải nhiệt. Thông thường những đợt nắng nóng cuối mùa thường có cường độ yếu và chỉ kéo dài trong 2 ngày. Tuy nhiên đợt này nền nhiệt lên cao hơn trung bình và kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của những đợt nắng nóng kỳ lạ này là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino có cường độ mạnh nhất trong vòng 60 năm qua. Dự báo tối mai, mùng 7 tháng 9, khi có mưa dông, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ giảm dần, còn miền Trung thì phải sang ngày mùng 8 tháng 9 mới chấm dứt hết nắng nóng.